26. Hậu Tri là huyết mạch của ma phái, ta cũng là huyết mạch của ma phái. Vết sẹo sau lưng ta không khác gì vết sẹo của Hậu Tri. Nói như vậy, linh căn của ta đang ở trên người của Hậu Tri. Tất Hồng, con không có linh căn, không học được đâu. Không ngờ ngươi lại giết sư thúc của mình. Nhìn bộ dạng của ngươi xem, đứa con quan không có linh căn có khác gì đồ bỏ đi cơ chứ. Là ngươi. Chính là ngươi. Chính ngươi đã cướp đi mọi thứ của ta, hại ta bị ma nhân khống chế. Khiến ta gây ra hậu quả không thể nào cứu vãn. Chỉ cần ta lấy lại linh căn, mọi việc có thể trở lại như lúc ban đầu. Sư đệ, xin lỗi nhé. Thời Hạ, Thời Hạ, sư đệ à, nếu như đệ đã không cùng Thời Hạ đi tới hồi kết, ta có thể thay đệ tiếp tục bảo vệ cô ấy. Đệ cứ mang theo linh căn của ta, hoàn thành sứ mệnh của mình đi. Hàng ngày thánh cô chẳng ăn uống gì, hao tổn linh lực để phá bỏ kết giới.
Thuộc hạ sợ cơ thể cô ấy không chịu nổi. Thu Ly, dừng tay. Cho dù muội có chết, muội cũng phải ra ngoài. Mở cửa. Bản tôn muốn vào trong, quân thường không thể mở được. Ta bảo người mở thì cứ mở đi. Thu Ly, quân thường, mau mở kết giới ra, nếu không ta giết quân ấy đó. Được, ta mở. Đừng vào đây. Quân thực sự cho rằng muội không dám giết quân sao? Thu Ly sẽ không giết ta. Quân thượng, quân thượng, nhị cáp, ngươi lùi xuống trước đi. Ta muốn ở đây cùng Thu Ly. Không, không được quân thượng, lùi xuống. Muội không phải đồ bỏ đi như Bạch Ly. Huynh làm như vậy, muội sẽ không cảm động đâu. Hài Nhi tham kiến phụ thân. Đây chính là dông tình thủy do Hài Nhi điều chế. Chỉ cần hậu trì uống nó sẽ quên hết quá khứ với thời hạ, từ đó đoạn tuyệt tình ái, tà khí cũng dễ dàng được giải quyết. Dông tình thủy này có hiệu quả không? Có hiệu quả hay không cũng chỉ có hậu trì uống rồi mới biết. Một khi dông tình thủy có hiệu quả, con sẽ đưa thời hạ xa phái Ngọc Hoa ngay, không đối quà tới chuyện tu tiên nữa, sống êm đềm cả đời còn lại. Cuối cùng con đã nghĩ thông rồi. Chẳng phải đây luôn là điều mà phụ thân mong muốn sao? Con thuyết phục được thời hạ dĩ nhiên là tốt, nhưng con bé có thể từ bỏ hậu trì thật sao? Hài Nhi hiểu thời hạ, cho dù thời hạ vẫn yêu hậu trì, cũng không muốn để hậu trì đánh cược tính mạng để sống với muội ấy cả đời. Được, cha đồng ý với con. Chỉ cần hậu trì uống trong tình thủy này thuận lợi, ta cho phép con và thời hạ rời khỏi phái Ngọc Hoa.
đa tạ phụ thân. Đói rồi hả? Nếu mụ vẫn còn muốn ra ngoài, vậy thì ta cũng không ăn cơm nữa. Ta tuyệt thực. Vậy huynh cứ đói chết đi. Bản tôn còn ăn gì được chứ? Đêm xuống mà động lạnh lắm. Thế này sẽ ấm hơn một chút. Huynh chưa từng nếm trải mùi vị bị đói. Như vậy không chịu nổi đâu. Nếu huynh không muốn thả mùi ra, nhưng lúc còn sớm hãy đi đi. Ai nói ta chưa từng nếm trải. Ta ấy mà, bố mẹ qua đời sớm, hồi nhỏ từng bị người ta bắt nạt, cũng coi như bị ngược đãi mà lớn lên. Lúc đó còn hay bị người ta nhốt lại. Khi ấy thực sự là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe, chẳng ăn uống gì, giống như bây giờ vậy. Đó, ta cũng từng tưởng tượng, nếu ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn thì tốt, có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ muội muội, chăm sóc tất cả mọi người bên mình thật tốt. Vậy nên ta hiểu muội, chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ tốt chính mình. Hôm qua hậu thì nó là tới tìm sư tôn, mãi không thấy về. Chắc không xảy ra chuyện gì chứ? Thời hạ, sư huynh, hậu thì có ở bên trong không? Đúng lúc ta có việc muốn tìm muội. Sao vậy? Hậu thì xảy ra chuyện gì rồi sao? Muội hãy theo ta vào đi. Hậu Trì, Hậu Trì, sư huynh, huynh ấy làm sao vậy? Sao lại hôn mê như vậy chứ? Sư huynh, suốt cuộc là huynh ấy làm sao vậy? Thời hạ, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Vậy cũng có nghĩa là tà khí của huynh ấy là vì muội mà càng nặng thêm, biến thành tình kiếp. Nếu huynh ấy còn tiếp tục thích muội, sẽ nguy hiểm tính mạng sao? Thì ra tà khí của huynh ấy là vì muội mà có. Huynh ấy vì muội mà tự mình chịu biết bao khổ cực. Sư huynh,
Huynh nhất định có cách cứu Huynh ấy, đúng không? Chỉ có đoạn tuyệt tình ái thì mới triệt để cắt đứt tình kiếp của đệ ấy. Đoạn tuyệt tình ái không phải Huynh định cho Huynh ấy uống thuốc gì, Huynh đi tình cảm đấy chứ. Tình tiết cũ sức như vậy chắc chắn không xảy ra với muội đâu, có đúng không? Muội đoán không sai, đây là cách duy nhất để cứu đệ ấy. Đây chính là dông tình thủy, chỉ cần hậu trì uống nó vào thì sẽ quên hết tất cả liên quan tới muội. Chắc chắn là Huynh đang lừa muội. Ta không lừa muội thời hạ, chỉ có hoàn toàn quên muội đi mới có thể cứu được mạng của đệ ấy. Ta biết đây là một sự lựa chọn hết sức khó khăn đối với muội, nhưng mà tự muội hãy nghĩ cho kỹ đi. Muội bằng lòng để hậu trì uống dông tình thủy, nhưng muội có một thỉnh cầu. Là thỉnh cầu gì? Có thể cho hai bọn muội thêm một chút thời gian không? Muội muốn trước khi Huynh ấy quên mất muội, được từ biệt thật đàng hoàng với Huynh ấy. Sau đó muội sẽ tự mình cho Huynh ấy uống dông tình thủy, không bao giờ xuất hiện trước mặt Huynh ấy nữa. Được, ta sẽ thay muội xin cho ta thêm chút thời gian. Cảm ơn Huynh, Đức Hồng sư Huynh. Trước đây Huynh đã làm mọi cách để bao dung cho ta, bảo vệ ta. Lần nào ta gặp nguy hiểm, Huynh cũng được tới rất đúng lúc. Hậu trì, lần này ta sẽ không để Huynh phải chịu bất cứ hiểm nguy nào nữa. Tớ được ta bảo vệ cho Huynh.
Sư phụ, sức khỏe có còn yếu, cứ nằm đi. Thời Hạ đâu? Yên tâm đi, cô đang ở trong viện của con, rất ổn. Sư phụ thấy tà khí của con càng ngày càng nặng thêm, đã nói những lời đó trong lúc nôn nóng. Chỉ cần con không nhắc tới chuyện từ bỏ minh chủ thì sư phụ sẽ không làm khó con nữa, cũng không làm khó thời Hạ nữa. Đa tạ sư phụ. Nhưng tình kiếp của con đã sinh ra, không thể tùy tiện trong tình cảm nữa. Sư phụ thực sự kỳ vọng con bình yên vô sự tham gia lễ sắc phong. Đồ nhi xin ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Qua một ngày rồi, Hậu Trì vẫn chưa tỉnh lại. Mười điều phải cùng làm với bạn trai trong tương lai. Để xem chúng ta chưa làm những điều nào nhé. Ăn cơm bạn trai làm, cùng bạn trai chơi nhảy cầu, nghe bạn trai kể chuyện trước khi ngủ, nhận món quà dễ thương từ bạn trai, hôn nhau với bạn trai ở một nơi lãng mạn. Không ngờ chúng ta đều cùng nhau làm hết rồi. Điều này chưa làm. Và một khoảnh khắc lãng mạn nào đó, bạn trai đeo nhẫn cho ta. Nhẫn là gì vậy? Ở quê hương ta, nhẫn là một tín vật định tình. Nếu người con trai tặng nhẫn cho người con gái, có nghĩa là sẽ ở bên cô ấy trọn đời. Là như vậy nè, nhìn có vẻ giống pháp khí. Cũng đúng, chiếc nhẫn của tu chân giới chúng ta đều là mấy pháp bảo thần khí. Nhưng mà không sao, chúng ta còn có cái này. Khế ước này là tín vật độc nhất vô nhị của chúng ta, hơn hết thảy những vật quý giá khác trên đời này.
tất cả mọi thứ ở đây đều do chính tay mình và hậu trì tạo nên. Đáng tiếc, mình sắp không còn được thấy nữa rồi. Ta không thể ở bên huynh tới cuối cùng. Nguyện vọng của huynh, ta sẽ đều cố gắng thực hiện.